Em xin chào cả nhà, cùng toàn thể tất cả các bác với cày, cùng toàn thể anh em cộng đồng mạng trên mọi miền tổ quốc thân yêu của Lê Tuấn. Hôm nay chiều chủ nhật, Lê Tuấn đi ngang một không biết cái gì đấy thì không biết, nhưng mà thấy có một ba chiếc xe Isuzu. Chiếc đầu tiên là TS1610 các bác. Chiếc đầu tiên là TS1610. Rồi chiếc thứ hai là chiếc TS2205. Và chiếc thứ ba là TS2205 tiếp. Bác này, hai cái. Ok. Vâng, và Lê Tuấn cũng không quên, tức là chiều chủ nhật, xin chúc cả nhà yêu của Lê Tuấn bên gia đình hạnh phúc, viên mãn. Mai thứ hai chúng ta tiếp tục đầu tuần, các bác nhá. Và để có một video vui tươi, Lê Tuấn thấy cũng rất gì là hiếu kỳ. Và Lê Tuấn đi vào quay review cho cả nhà chúng ta. Và hôm nay Lê Tuấn đi sát lại để chi tiết cho cả nhà chúng ta xem. Không biết là cái xe này nó thuộc dạng siêu tải, siêu trọng nhá. Và không biết là để cái gì thì Lê Tuấn chưa biết. Để tí Lê Tuấn hỏi như thế nào các bác ạ. Alo. Xe gì ạ? Đây là màu đỏ phải không? Hai cầu là một cầu. Hai cầu màu đỏ phải không? Có turbo phải không? Có turbo phải không? Có turbo à. À, bông quàng à. Vì là rút mà lại kéo bông quàng là sao ta? Quàng dài 5m, rộng 2m2 đúng không? Rồi 5m, có giấy tờ đầy đủ phải không? Màu đỏ phải không? À, màu đỏ. À, giá tiền bao nhiêu đấy? Giá tiền bao nhiêu? 165. 250 triệu. À. Là đâu ta? Không nhớ luôn á. Không nhớ. Không nhớ cái xe này ở đâu, Belarus mà 250 triệu. À rồi, nhớ rồi. Nhớ chiếc xe này rồi. Chiếc xe này bây giờ không bán nữa. Nó làm máy lại và không bán nữa. Nghỉ bán rồi. Chiếc xe này không bán nữa. Đúng rồi. Đề như vậy đấy, nhưng mà bây giờ không kẹt nữa. Nó vay được tiền rồi. À, vay được tiền rồi, không bán nữa nha. Rồi. Ok, bây giờ Lê Tuấn có cuộc điện thoại, Lê Tuấn xong rồi. Bây giờ Lê Tuấn cũng nói với cả nhà là toàn bộ thích đầu thích đi thế các bác ạ. Ghê không? Xe gì mà ghê thật. Cái này nè, 2205 cũng thích đầu thích đút luôn nè. Toàn hoác hết. Cái này cũng vậy. Ui giời. Mà xe gì bánh nhỏ xíu à. Ha. Này. Rồi đến cái này nữa. Cũng khiếp chưa? Mèo mua hết rồi. Rồi em cũng vừa hỏi thăm thì báo cáo các bác là xe này xe chở chuối của nông trường nha. Nông trường chuối đâu này nè. Đây. Đó, bao la đâu này. Đấy. Xe của nông trường chuối các bác nhá. Đấy. Thì bây giờ Lê Tuấn cũng thấy vui vui. Thì đây này. Người ta để chuối đây các bác này. Để chuối lên đây này. Nằm vào đây. Đây này. Đó. Chuối này là xuất khẩu đi Trung Quốc luôn các bác nhá. Của Đài Loan. Đấy. Nó kéo một cái mọc à. Siêu tải siêu trọng luôn. Ghê không? Đó. Thấy chưa? Nhìn thấy ghê không? Bác này. Đấy. Rồi. Đấy, ghê chưa? Đây. Cái này hôm nào mà thanh lý chắc Lê Tuấn mua cho cả nhà luôn nha. Còn hôm nay cái này không bán các bác nha. Lê Tuấn thấy vui vui, quay lên chơi vui. Các bác nha. Này hở ra cái là hết luôn đấy các bác. Ví dụ như 7-8 triệu là mua luôn. Các bác nha. Rồi và cuối cùng em xin dừng video tới đây nha. Đấy, vừa nãy bên kia người ta đang hòa hát vui tươi. Đây, khu dân cư ấp Long Hồ các bác. Đấy, một nơi đây là một cao nguyên đất đỏ các bác nha. Đất đỏ không? Đấy. Đấy.
bầu trời xanh lục lục, mây đen bao phủ bầu trời Bắc Kinh. Rồi ok bác, rồi em xin dừng tại đây, xin chúc cả nhà một buổi chiều chủ nhật bên gia đình vui vẻ, mai thứ hai đầu tuần. Và em xin dừng video ở đây, xin chúc cả nhà yêu hẹn lại video sau.